Sản xuất kinh doanh ô tô là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dự thảo nghị định quy định về điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô. Nếu được chính phủ thông qua thì sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2017. Tức là chỉ còn khoảng 10 ngày nữa thôi. Nhưng hiện thì có nhiều luồng ý kiến trái chiều xoay quanh các nội dung của dự thảo. Như có hay không nguy cơ cho người mua khi nhà phân phối không có cơ sở bảo dưỡng, bảo hành. Việc bãi bỏ giấy ủy quyền chính hãng liệu có biến Việt Nam trở thành bãi rác xe kém chất lượng của thế giới? Hay những cam kết của nhà nhập khẩu liệu có đủ mạnh để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng? Tạp chí Kinh tế cuối tuần hôm nay thì xin dành phần lớn thời lượng để đưa ra những ý kiến của các bên về vấn đề này. Và xin trân trọng giới thiệu có ông Lâm Chí Quang là Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng hội Cơ khí Việt Nam sẽ cùng tham gia trao đổi. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa quý vị và các bạn, về vấn đề bảo hành, bảo dưỡng, dự thảo nghị định thì cho rằng là doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận kinh doanh nhập khẩu ô tô thì cần sở hữu ít nhất một cơ sở bảo hành, bảo dưỡng. Nhưng các thành viên thị trường thì cho rằng nên bãi bỏ yêu cầu này bởi nó không phù hợp với thông lệ quốc tế. Mời quý vị cùng lắng nghe ghi nhận của nhóm phóng viên từ thị trường các nhà phân phối. Một số dòng xe mới có hệ thống radar và camera cảm biến để giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước. Nhưng cũng dòng xe này khi phân phối về thị trường Việt Nam lại không có tính năng này. Những chiếc xe được nhập khẩu từ các nước thứ ba, nếu hỏng hóc, hãng sẽ mất nhiều thời gian để sửa chữa. Để mà thay thế và sửa chữa được cái thiết bị này thì bắt buộc phải nhập một cái thiết bị kiểm chuẩn radar riêng để nó có thể đồng bộ hóa giữa hai thiết bị với nhau để nó có thể xác định được chính xác cái góc đó. Nhập khẩu về nó có thể kéo dài đến 2 cho đến 3 tháng rồi. Thậm chí, với những dòng xe điều khiển bằng phần mềm thì các cơ sở sửa chữa không uy tín có thể gây nhiều tổn hại cho người dùng. Chi nhánh trong Hồ Chí Minh của chúng tôi thì có tiếp nhận những cái trường hợp đã bị hack phần mềm đến 27 lần. Cũng như là hơn 25 lần là thay cái hộp đen, thế nhưng mà đến bây giờ vẫn chưa xử lý được triệt để cái vấn đề của cái xe đó. Chỉ có hãng thì mới đưa các sản phẩm, các cái phụ tùng, phụ kiện chính hiệu và đưa vào để đảm bảo rằng chiếc xe được vận hành theo quy chuẩn tốt nhất, tránh hoàn toàn các hiện tượng đưa phụ tùng giả không chính hiệu vào, ảnh hưởng đến yếu tố an toàn khi vận hành sau này. Tuy nhiên, theo các nhà nhập khẩu ô tô nhỏ lẻ, bên cạnh việc đầu tư xây dựng cơ sở bảo dưỡng đảm bảo tiêu chuẩn của Cục Đăng kiểm Việt Nam, thì họ cũng đã có cam kết bảo hành chính hãng cho người mua. Tôi liên kết với cả các cái cơ sở hoặc là liên lạc với cả các cái cơ sở bảo hành chính hãng đấy để sửa chữa thay thế cho khách hàng của chúng tôi, và tất cả chi phí trong thời gian bảo hành là các nhà nhập khẩu như đối chúng tôi là đều phải chi trả hết cho khách. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, để tiết giảm chi phí, các nhà nhập khẩu có thể ủy quyền các trạm dịch vụ chính hãng thay vì phải sở hữu tối thiểu một cơ sở bảo dưỡng, bảo hành như trong dự thảo nghị định. Quan điểm của Pharma thì cái điều này là không cần thiết, miễn là nhà nhập khẩu phải có hệ thống các cái trạm dịch vụ ủy quyền để mà thực hiện cái việc bảo hành bảo dưỡng thì tôi nghĩ là cái quyền lợi người tiêu dùng vẫn được bảo đảm. Cũng theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, phần lớn các doanh nghiệp trong hiệp hội không sở hữu các trạm dịch vụ mà thường là ủy quyền và liên kết. Tuy nhiên, tất cả các trạm đều phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng về lao động và cơ sở vật chất. Vâng, thưa ông Quang, việc bảo hành bảo dưỡng tại các cơ sở chính hãng ấy, thì sẽ có những tác động cụ thể như thế nào đến cái phương tiện của người mua xe ạ? Đối với kinh doanh sản xuất ô tô thì cái điều đầu tiên ấy là các nhà sản xuất ô tô là muốn nhập khẩu phân phối vào một thị trường thì việc đầu tiên của họ không phải là bán hàng. Việc đầu tiên là phải tổ chức một cái hệ thống dịch vụ sửa chữa bảo hành chuẩn mực, tức là công nhân được đào tạo, tài liệu kỹ thuật chính hãng được chuyển giao, các cái thiết bị chuyên dùng để sửa chữa xe ô tô là được đầu tư, cũng như là các cái phụ tùng chính hiệu là phải cung cấp, thì ba yếu tố đấy thì mới đảm bảo được là cái sử dụng ô tô được an toàn và được bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Chính vì vậy mà nói là cái việc kinh doanh ô tô thì cái sửa chữa bảo hành là một cái điều kiện rất là quan trọng, gần như là tiên quyết trước khi đưa xe ra thị trường. Vâng, nhưng mà như hiệp hội và các thành viên thì đều cho rằng là doanh nghiệp sản xuất hay là nhập khẩu ấy, thì không nhất thiết phải cứ sở hữu một cơ sở bảo dưỡng. Vậy thì theo ông thì làm thế nào để đảm bảo cái quyền lợi bảo hành bảo dưỡng cho những cái người mua xe? Đúng vậy, tức là về thông lệ quốc tế thì khi mà nhà phân phối ô tô một thị trường nào đấy thì người ta tự thiết lập một cái hệ thống dịch vụ, các trạm dịch vụ, và đó là tham gia đầu tư của rất là nhiều nhà kinh doanh ô tô có năng lực. Ví dụ như ở Việt Nam mình thì các nhà sản xuất ô tô là phần nhiều nước ngoài, thì họ tổ chức hàng chục cái đại lý, mà đấy là các doanh nghiệp địa phương được đào tạo bài bản và đủ tiêu chuẩn thì làm. Thì như vậy là rất là chuẩn mực ở chỗ là các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa của chúng ta là có điều kiện tham gia vào cái chuỗi cung ứng giá trị gia tăng của ô tô. Vâng, như vậy sẽ đảm bảo quyền lợi của cả người mua xe và cả người mua xe nữa. Dạ. Vâng, còn về vấn đề triệu hồi xe
Nếu theo dự thảo nghị định thì nhà nhập khẩu chỉ cần tham cam kết với Bộ Công Thương, thì nhiều ý kiến cho rằng là việc này vẫn chưa hợp lý. Trên thực tế là trong số khoảng 70 vụ triệu hồi được công bố trên website chính thức của Cục Đăng Kiểm Việt Nam từ tháng 11 năm 2011 đến nay, thì với cả triệu ô tô đang lưu hành tại Việt Nam, đơn vị thực hiện triệu hồi đều là doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu ô tô tại Việt Nam được ủy quyền chính thức của nhà sản xuất nước ngoài, chứ không hề có bất kỳ doanh nghiệp nhập khẩu thương mại lẻ nào. Vậy thực tế, nếu xe gặp phải vấn đề triệu hồi, thì những người mua xe nhập khẩu nguyên chiếc mà không thông qua phân phối chính hãng thì có được đảm bảo quyền lợi hay không? Với những lệnh triệu hồi như thế này xảy ra, thì liệu người tiêu dùng có được đảm bảo quyền lợi khi mua xe nhập khẩu nguyên chiếc qua các nước thứ ba mà không được phân phối chính hãng tại Việt Nam? Theo một số đơn vị nhập khẩu nhỏ lẻ, họ có thể tự sửa chữa các lỗi. Đăng kiểm họ có thể xác nhận là cơ sở nhập khẩu này đã sửa chữa đúng theo các cái cam kết công bố của nhà sản xuất toàn cầu là họ đã sửa cái lỗi đó. Tuy nhiên, các nhà nhập khẩu chính hãng cho rằng việc tự ý sửa chữa, thay thế phụ tùng không chính hãng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của phương tiện. Chỉ có hãng là người triệu hồi, hiểu rõ về cái sản phẩm, người ta biết rằng cái xe hỏng cái gì, cần phải thay thế cái gì, sửa chữa cái gì, quy trình như thế nào, cần phải con người như nào, cần phải máy móc như nào, và có những cái phụ tùng mà đã được cải biên để cho sửa chữa những cái lỗi ấy như thế nào. Hiện nay các hãng xe chỉ có trách nhiệm triệu hồi những xe do họ phân phối tại Việt Nam. Những xe được nhập khẩu không chính hãng thì người mua phải tự tìm người bán để liên hệ với nhà phân phối ở các nước thứ ba. Do vậy, theo các hãng, trong dự thảo nghị định có điều kiện, doanh nghiệp nhập khẩu ô tô có cam kết bằng văn bản với Bộ Công Thương về việc thực hiện trách nhiệm triệu hồi là chưa đầy đủ. Nếu chỉ cam kết trên giấy thì quá đơn giản và rất dễ dàng chối bỏ trách nhiệm nếu trường hợp phải triệu hồi. Theo quan điểm của tôi, nếu đã định có một cái cam kết thì nên phải có một cái ký quỹ đặt cọc để đảm bảo cam kết đấy có hiệu lực và có chế tài để thực hiện được. Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam cũng đề xuất cần đưa thêm điều kiện các nhà nhập khẩu phải có các giấy tờ ủy quyền của nhà sản xuất cho việc nhập khẩu, phân phối cũng như triệu hồi chính hãng. Có như vậy, quyền lợi người tiêu dùng mới được đảm bảo. Vâng, thưa ông, thì cái cam kết nhà nhập khẩu với cả Bộ Công Thương như trong dự thảo đấy, thì tại sao lại chưa có thể bảo đảm thực sự cho quyền lợi người tiêu dùng được ạ? Tôi cho là cái ý kiến ở trên cái video clip vừa xem thì rất là hợp lý, ở chỗ là cái cam kết ấy thì nó không thể nào thể hiện được cái trách nhiệm thực tiễn. Ví dụ như tôi nói trước đây là khi mà bán xe ô tô thì cái nhà chính hãng phải tổ chức cái hệ thống dịch vụ bảo hành ấy, thì cái hệ thống đấy được đào tạo, có cái dụng cụ chuyên dùng, có các phần mềm được cập nhật. Và tôi nói là khi đào tạo này là đào tạo nó cập nhật cả những cái công nghệ mới, và đồng thời có cái hệ thống dịch vụ, các cái hệ thống là phụ tùng chính hiệu thay thế. Bài ô tô này thì khi có vấn đề mà phải triệu hồi ấy, thì nó mới thực hiện được. Do đó những cái nhà mà nhập khẩu nhỏ lẻ thì tôi không nói họ không có trách nhiệm, nhưng mà thiếu cả bài ô tô này thì không thể thực hiện được triệu hồi. Vì tôi nói cái bản chất triệu hồi là như này: nhà sản xuất khi thấy ô tô lưu hành thị trường mà do mình sản xuất ấy, có một số vấn đề về kỹ thuật mà buộc phải thay thế để đảm bảo sử dụng được hoàn hảo, như vậy người ta sẽ thông báo cho nhà phân phối tại cái nước đấy số lượng xe, thời hạn sản xuất, chủng loại xe và các cái thông tin càng triệu hồi khác. Đồng thời người ta có một bản hướng dẫn kỹ thuật khi triệu hồi thì phải làm cái gì. Đồng thời họ cung cấp các cái sản phẩm, tức là các cái phụ tùng để thay thế cho triệu hồi. Thì như vậy rõ ràng là phải trong hệ thống họ mới làm được. Còn mình nhập khẩu lang thang ở nước thứ ba thì vô phương, quyền lợi người tiêu dùng không đảm bảo. Thì đấy là một thực tiễn rất là sống động mà chúng ta phải xem xét. Do đó tôi cũng thấy là cái đề nghị là phải có cái chứng nhận của nhà sản xuất chính hãng khi được nhập khẩu ô tô. Vì cái chứng nhận đấy là người ta sẽ chịu trách nhiệm cả cái chuyện triệu hồi và dịch vụ bảo hành sửa chữa. Thế thì do cái đấy là rất là chuẩn mực. Vâng, nhưng mà rõ ràng là bây giờ thì vẫn có những xe được nhập khẩu từ nước thứ ba về Việt Nam, và đôi khi vẫn có những thông tin về triệu hồi như vậy được diễn ra ở trên cả nước cũng như triệu hồi toàn cầu. Vậy thì theo ông thì làm thế nào để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng khi mà họ cũng vẫn sẵn sàng mua những cái xe nhập khẩu từ không phải phân phối chính hãng? Điều đấy khó, bởi vì theo cái thông lệ thì như này, tức là ví dụ cái nhà sản xuất ô tô họ phân phối xe về Trung Đông hay về Mỹ, tôi nói đấy hai cái nguồn mà ta nhập khẩu xe, kể cả xe cũ và những cái xe lang thang nhập khẩu từ cái nguồn đấy. Thế thì nhà sản xuất ô tô thì người ta chỉ biết là cái xe đấy đã được phân phối tại thị trường Trung Đông hoặc là Mỹ. Thế nhưng mà ta đấy có một số nhà nhập khẩu nhỏ lẻ, họ lại đi thu hồi đến thị trường, họ mua qua các cái nhà thứ cấp đại lý hay là mua lại. Thì khi mà có vấn đề về triệu hồi thì nhà sản xuất ô tô chỉ biết
các cái xe được lưu hành các nước ấy thì thiếu cái dữ liệu khách hàng là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là những cái model sử dụng xe các nước ấy nó khác ở Việt Nam. Thành ra về Việt Nam mà giả sử nó có biết được thì các cái nhà phân phối tại Việt Nam cũng khó thực hiện được triệu hồi vì nó không có đủ các cái yếu tố về kỹ thuật đào tạo như tôi nói, ví dụ phần mềm chẳng hạn. Các cái đời xe khác nhau thì phần mềm sẽ khác nhau, thì cái việc cung ứng cho các cái dịch vụ tại Việt Nam mình là không có đảm bảo. Và tại Việt Nam thì ra người bán xe người ta chỉ đảm bảo quyền lợi của những người mà mình bán xe ra thôi, chứ còn những cái xe mà lang thang các nơi thì đâu có đảm bảo được. Tôi muốn nói ở đây là khi có triệu hồi thì các nhà nhập khẩu nhỏ lẻ họ cũng rất đau đầu, họ cũng muốn thể hiện trách nhiệm chứ, nhưng mà họ không có các cái ba yếu tố như tôi nói ở trên thì họ không thực hiện được. Vâng, sang năm 2018 tới đây thì nhiều dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ khu vực Đông Nam Á, nếu đạt tỷ lệ nội địa hóa phụ tùng là 40% thì sẽ được nhập khẩu về Việt Nam với thuế suất là 0%. Điều này đang tác động rất lớn tới sức cạnh tranh của sản xuất ô tô trong nước, khi mà tỷ lệ nội địa hóa trung bình các dòng xe tại Việt Nam mới chỉ đạt khoảng từ 7 đến 10%. Ngay cả Thaco cũng chỉ đạt tỷ lệ nội địa hóa là 15 đến 20% và Toyota Việt Nam mới chỉ đạt 37% riêng đối với dòng xe Innova. Trong khi đó, tại các quốc gia như là Indonesia hay Thái Lan thì tỷ lệ nội địa hóa đã lên tới 50 hoặc 70%. Vâng, thưa ông, mới đây Bộ Công Thương thì đã có đề xuất là miễn giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với các linh kiện mà được sản xuất trong nước. Thì theo ông đánh giá thì cái đề xuất này có tác động như thế nào ạ? Đây là một đề xuất rất tốt, tôi cho là có tính đột phá. Thực ra là nhiều năm trước đây thì cũng có những đề xuất tương tự, nhưng có lẽ là do những điều kiện nhất định người ta chưa thực hiện. Thì nhưng mà cái cận kề của 2018 ấy, thì có thể nói là công nghiệp ô tô đứng trước những thách thức rất là nghiêm trọng. Chính vì vậy mà tôi cho là đề nghị của Bộ Công Thương ấy, thì có hai yếu tố. Cái thứ nhất ấy, mình duy trì và đẩy mạnh sản xuất trong nước, vì cái dung lượng của thị trường của ta sẽ rất lớn. Điểm thứ hai nữa là như bạn cũng biết là xét cho đến cùng cái sức mạnh của công nghiệp ô tô là cái lượng phần trăm linh kiện sản xuất trong nước. Thì đấy là một cái bản chất của công nghiệp ô tô. Thì với cái chính sách này thì nó kích hoạt được cái công nghiệp phụ trợ, vì rõ ràng là có thể sản xuất được linh kiện trong nước. Thì tôi cho đây là một đề nghị phải nói rất ủng hộ. Vâng, vậy thì ngoài ra để tăng sức cạnh tranh của sản xuất ô tô trong nước thì ông nghĩ là còn có những điều kiện gì mà chúng ta cần điều chỉnh cho nó phù hợp với thông lệ hơn hay không ạ? Đối với sản xuất trong nước thì để cho công nghiệp ô tô phát triển bền vững thì tôi muốn nói với bạn là mình nhìn bài học của Thái Lan và Indo, có thể nói là cái mục tiêu của họ rất là rõ ràng và có tính ổn định. Có nghĩa rằng là cái chính sách ra là ít nhất phải 5 đến 10 năm để các nhà đầu tư họ biết được, để họ kêu gọi các nhà sản xuất linh kiện vào. Nhưng nếu như mình thay đổi khoảng 1-2 năm một lần thì tôi cho là cũng là khó khăn. Vâng, ở Việt Nam thì xe ô tô không chỉ là phương tiện giao thông mà còn là thứ tài sản quý giá của người dân. Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam đề xuất các doanh nghiệp ô tô kinh doanh ô tô thì phải có giấy ủy quyền chính hãng của nhà sản xuất cho việc nhập khẩu, hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật và hợp đồng cung cấp phụ tùng chính hãng. Bên cạnh yếu tố về hạ giá thành phương tiện thì các chính sách vận hành thị trường ô tô cần được chú trọng đến việc bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng. Một lần nữa thì cảm ơn ông Lâm Chí Quang đã đến và chia sẻ hữu ích về chương trình Một số thông tin. Cảm ơn ông ạ. Tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin kinh tế quốc tế đáng chú ý trong tuần qua.